Đội tuyển Hàn Quốc có huấn luyện viên tạm quyền nhưng không phải là ông Park Hang-seo. Trái với những thông tin trước đó do báo chí Hàn Quốc đưa ra, huấn luyện viên Hoang Seong-hong mới là người được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA chọn cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Vào chiều ngày 27 tháng 2 giờ Hà Nội, KFA thông báo Liên đoàn bổ nhiệm huấn luyện viên hiện tại của đội tuyển Olympic, ông Hoang Seong-hong trong vai trò tạm quyền để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong các trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới. Chúng tôi dự kiến bổ nhiệm một huấn luyện viên chính thức, chậm nhất là vào đầu tháng 5 để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại thuộc vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6 tới. KFA kết luận. Sở dĩ huấn luyện viên Hoang Seong-hong được chọn theo truyền thông Hàn Quốc là bởi ông làm việc với nhiều tuyển thủ ở đội tuyển trẻ. Chiến lược gia này được đánh giá dễ dàng thích nghi khi nắm quyền ở đội tuyển Hàn Quốc. Năm ngoái, ở Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN tại Hàng Châu, huấn luyện viên Hoang Seong-hong giúp Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng. Từng sống cùng với các cầu thủ trẻ, rõ ràng nhà cầm quân 56 tuổi rất am hiểu về họ. KFA quyết định loại các huấn luyện viên hiện tại ở K-League khỏi danh sách ứng viên. Đây là quyết định cần thiết trong bối cảnh hai trận gặp Thái Lan tới rất gần. Các câu lạc bộ K-League không muốn nhả người. Riêng liên đoàn còn quá ít thời gian để chiêu mộ huấn luyện viên ưng ý cho chặng đường dài. Với quyết định của KFA, dự đoán về việc ông Park Hang-seo trở thành huấn luyện viên tạm thời của đội tuyển Hàn Quốc đã không thành. Trước đó, truyền thông châu Á đồng loạt khẳng định cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên sáng giá nhờ am hiểu bóng đá Đông Nam Á và có kinh nghiệm đối đầu với Thái Lan. Những chiến binh Taeguk sẽ đối đầu hai trận liên tiếp với Voi Chiến vào các ngày 21 và 26 tháng 3 tại vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Hàn Quốc đang đứng đầu bảng C với hai trận toàn thắng, trong khi Thái Lan xếp thứ hai với 3 điểm. Bảng đấu này còn có sự hiện diện của đội tuyển Trung Quốc và Singapore. Quay trở lại với việc KFA chọn huấn luyện viên Hoang Seong-hong làm huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển Hàn Quốc. Một trong những lý do ông Hoang được chọn là sự hiểu biết về thế hệ cầu thủ trẻ gồm Lee Kang-in, Jung Woo-young hay Seom Jung-woo. Những cái tên này đều liên quan đến sự cố bóng bàn khiến Son Heung-min bị trật khớp ngón tay trước trận bán kết thua Jordan 0-2 tại Asian Cup 2023. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Hoang là giải quyết bầu không khí hỗn loạn và dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đối đầu với Thái Lan vào ngày 21 và 26 tháng 3. Sau đó, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội U23 Hàn Quốc thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2024, tổ chức tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 5, với mục tiêu lọt vào top 3 để giành vé dự Olympic Paris 2024. Trước đó, đội tuyển Hàn Quốc sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann do không thể vô địch Asian Cup cùng thái độ làm việc không phù hợp. Tặng ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang đến để bắt tay với tất cả các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Với trình độ ngoại ngữ cực tốt của mình thì việc trao đổi trực tiếp với tất cả các cầu thủ ngoại của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành là chuyện rất đơn giản. Nói đúng hơn thì nhà cầm quân của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã sinh sống và làm việc ở Mỹ rất lâu rồi.
xin được chia sẻ với quý khán giả về quy định thay đổi cầu thủ ngoại của giai đoạn chuyển nhượng mùa giải 2023-2024 là như sau. Mỗi câu lạc bộ sẽ được phép thay đổi 3 cầu thủ ngoại trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 2 cho đến ngày 23 tháng 3. Và điều này đồng nghĩa là sau khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã gửi đăng ký mới lên Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF về việc đăng ký 2 cầu thủ đó là Zhao và Pereira cho Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, thì họ sẽ chỉ còn đúng một lần được phép thay đổi ngoại binh nữa từ nay cho đến ngày 23 tháng 3 trước khi mà chính thức chốt lại 3 cầu thủ ngoại sẽ thi đấu ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Tương tự như vậy, tất cả 13 câu lạc bộ khác ở V-League cũng sẽ thay đổi 3 cầu thủ ngoại tùy theo nhu cầu, mong muốn của từng câu lạc bộ và khả năng tài chính của họ. Zairo đã không thể tham gia vào phần còn lại của trận đấu vì bị đau sau một tình huống đánh chặn pha dứt điểm của John Clay. Có những sự lo lắng không hề nhẹ dành cho hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Nếu như Zairo không thể ra sân ở trận đấu trên sân 19 tháng 8 Nha Trang vào chiều ngày mai. Lấy lọc sinh xỉu thì mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn.